các mùa can. Liên hoan phim can lần thứ 72 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25 trên năm ở Pháp, bên cạnh các tác phẩm điện ảnh. Thảm đỏ là hoạt động nhận được sự quan tâm của công chúng. Lịch sử can ghi dấu ấn với nhiều bộ váy đỏ, trong đó có thiết kế tay phồng đặc trưng thập niên 1980 của Elizabeth Taylor, minh tinh kết hợp ví cầm tay đồng màu đến sự kiện năm 1987. Năm 2009, Elizabeth Banks diện đầm lệch vai với phần tà váy bất đối xứng của Armani. Năm 2012, Britton Stewart bước lên thảm đỏ với đầm xẻ ngực, xẻ lườn của Rim Agra. Năm 2013, aray Tatu chọn đầm xòe của Prada với điểm nhấn giải lụa hồng ở eo và quai váy. Erin O'Connor tới sự kiện năm 2015 với bộ đầm thắt nơ dòng House Couture do Raph và Russo thiết kế. Cũng trong năm này, Natalie Portman ghi điểm với đầm tối giản cúp ngực của Dior. Một trong những bộ đầm nổi tiếng nhất lịch sử Can là thiết kế xẻ ngực và đùi táo bạo của Alexander G. Valtier dành cho Bella Hadid năm 2016. Bella Hadid ở Can 2016 một bộ váy khác của Alexander G. Valtier cũng được Rosie Huntington, quietly lựa chọn trong năm đó, với thiết kế cổ yếm bằng Van ta xếp ly cắt lệch. Năm 2017, nhiều người đẹp chọn đầm đỏ tới sự kiện. Hoa hậu đẹp nhất mọi thời Ice Warrior Zai tỏa sáng trong bộ đầm công chúa xếp tầng của Ralph và Russo. Hoa hậu Ice Warrior dài ở căn 2017 Bella Hadid xuất hiện với váy hai dây của Dior. Phạm băng băng được nhiều tạp chí uy tín như Vogue, Elle ca ngợi với đầm suông tối giản dòng Haute Couture của Valentino. Thiên thần S. Secret, Sarah Sampayo lộng lẫy với đầm công chúa của Zuhair Murad. Sao Mai